Rồi, hello các bạn nha. Đây là lô mai 8 cây để lên xe. Đấy, 8 cây lên xe rất là đều, rất là đẹp nè anh em. Đều riếng luôn. Có hai cây nhỏ là nó hơi nhỏ thôi. Đây. Hai cây nhỏ là hai cây cây dạng phôi nha anh em. Nhét vào kệ đây. Dòng khuyến mãi. Còn chủ yếu là 6 cây lớn. Bây giờ lên xe chuẩn bị đi giao cho các bạn, toàn cốt lớn không à, cốt bự bự không. Đây là tháo bầu, đóng báo bầu lại hết á, báo bầu đổ nước vô dưỡng ẩm hết á. Có cây này đẹp này, có cây lớn này là củ lớn là đẹp nhất này, rất là bự, toàn phôi hàng đại không. Rồi, cảm ơn anh em đã giao lưu nhanh cái lô mai 8 cây này. Thì đợt sau nữa thì mình về tiếp cái lô mới, thì anh em ghé ủng hộ. Anh em nào lướt qua kênh mình này, chưa đăng ký kênh thì nhấn đăng ký kênh và nhấn vào biểu tượng chuông có chữ tất cả. Để khi mà mình lên clip á thì anh em xem kịp lúc giao lưu liền được ha. Rồi, giờ cho vô đóng hàng đóng kiện để gửi đi. Rồi, chào các bạn, hẹn gặp lại bạn những clip tiếp theo.